Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhà vườn Cát Tường hôm nay làm tiếp một cái clip về nho thân gỗ nhé mọi người. Nho thân gỗ thì hiện tại ở vườn em đang có mấy loại là nho thân gỗ tứ quý và nho thân gỗ 12 vụ. Ngày hôm nay em sẽ làm cho mọi người cái quay cho mọi người cái nho thân gỗ 12 vụ nhé mọi người ạ. Nho thân gỗ 12 vụ nhà em bây giờ đang giảm giá sập sàn luôn nhé mọi người ơi. Em đang bán giá cây có từ chiều cao từ 1,5 m đến 1,6 m, 1,7 m nhá, tùy theo cây ạ. Em đang bán là giá 650.000 bao ship toàn quốc nha mọi người. 650.000 bao ship toàn quốc, có cây đang có hoa rồi nhá mọi người ạ. Bây giờ cây bắt đầu ổn định, khi ổn định rồi thì sẽ cây lại sẽ bắt đầu bật hoa bật lộc lên nhá. Đây, 650.000 bao ship nha mọi người ạ. Cây thì có chiều cao từ 1,5 m đến 1,6 m. Em sẽ quay cho mọi người xem cái lô nho 12 vụ nhà em. Giá rất là rẻ và rất là cây thì rất là đẹp. Cây thì rẻ, cây thì đẹp, giá thì rẻ. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Bác nào mà yêu quý nhà vườn thì ủng hộ cho vườn em nhá. Em sẽ quay để mọi người nhìn thấy này. Đây, đây là nho 12 vụ nhá. Mọi người có thể nhìn thấy cái nho 12 vụ lá rất là to này, rất là xanh và đặc biệt đặc thù của cái lá là rất là khác. Ai chơi nho rồi thì nhìn qua cũng có thể biết đây là chính là nho 12 vụ nhá. 12 vụ này thì chăm sóc rất là dễ dàng và ra quả rất là nhanh. Cây này thì là cây nhà em nhập về đã có quả rồi. Đấy, cây nhập về đã có quả rồi nhá. Thế nên là khi thời gian mới về thì các bạn ý sẽ mất một thời gian ngắn là để thích nghi với khí hậu nên sẽ chậm ra hoa, mất khoảng 1 đến 2 tháng. Và hiện tại thì bây giờ cây về đã ổn định rồi và bắt đầu cho lụ rồi mọi người nhá. Cây về đã ổn định và bắt đầu cho lụ. Và gốc của cây như mọi người đang nhìn thấy này, đến có chiều đang có cái gốc của nó rất là to, 2 phân đến 2 phân rưỡi trở lên nhá mọi người ạ. Thân rất là đẹp và cây rất là khỏe, cây rất là khỏe, cây rất là xanh này. Những cái cây mà nó, những cái cây mà khi nó về nó rụng lá thì nó đã bật chồi lên như thế này rồi. Đấy, các cái chồi nó lên rất là rõ như thế này rồi, mọi người có thể yên tâm trồng nhá. Và những cái cây này nhà em đây. Đây, đang bật lụ lên rồi. Đấy, đang bật lụ lên rồi. Cây bắt đầu thuần khí hậu rồi và cây sẽ cho hoa từ bây giờ trở đi các bác nhá. Cây này thì có thể trồng được cả ba vùng miền. Có thể trồng được cả ba vùng miền. Và bây giờ em sẽ đánh số nhá. Em sẽ đánh số từng cây một để bác nào mà muốn mua cây nào thì sẽ liên hệ cho em cây đấy để em quay nhá, để em gửi cho các bác. Em sẽ đánh số nhá. Đánh số nhá các bác. Các bác đợi bọn em một chút, em sẽ đánh số cho các bác này từng cây một nhá, để các bác có thể nhìn thấy nhá. Rồi ok, bắt đầu em đã làm số xong và tiếp bây giờ em sẽ quay cho các bác. Em sẽ bắt đầu từ cây số 1 nhá. Cây số 1 này các bác. Đây là cây số 1 nhá. Cây số 1 là có chiều cao là 1,6 m nhá mọi người. Cây số 1 có chiều cao là 1,6 m này. Cành tán rất là sum xuê, rất là đẹp này. Đây, cành tán rất là sum xuê, rất là đẹp nhá. Cây này là cây số 1 này. Cây số 1 này thì em, cây số 1 này thì các bác đợi em để. À, cây số 1 này đã có lụ rồi nhá mọi người. Cây số 1 đã có lụ này. Đấy, cây số 1 đã có lụ này. Bắt đầu ra lụ rồi nhá. Và nó đã ra lụ như thế này thì mọi người về trồng sẽ có liên tục có lụ nhá, liên tục có quả nhá. Liên tục có quả. Các bác nào thích trồng nho mà được hái nho liên tục thì trồng các em 12 vụ này nhá. Cây có chiều cao là 1,6 m và đường kính gốc là 2,5 phân nhá. À, cây này đang có 1 2 3 3 chạc, 3 chạc nhá, rất là đẹp này. Cây số 1 nhá. Em đi là cây số 1 này, cây số 1 này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cây số 1, em sẽ quay chậm để cho mọi người nhìn thấy nhá. Cây số 1 nhá. Đây, tiếp là cây số 1 này. À, và tiếp theo đây là cây số 2 nhá. Cây số 2 này. Mọi người có thể nhìn thấy cái cây số 2. Cây số 2 được cao hơn cây số 1 một chút xíu thôi, chắc là sẽ cao tầm khoảng 1,6 m, hơn 1,6 m gì đấy. Khoảng như thế thôi. Cây số 2 nhá. Cây số 2 này. Cây số 2 này thì bác nào thích một thân thì mình có thể về làm cây một thân nhá. Thì mình có thể bấm cái cành này đi. Bấm cái cành này đi để mình làm thành một thân nhá mọi người. Mình làm thành một thân này. Cây này thì đang có hoa rồi nhá. Đây, đang có hoa này, đang có lụ này. Đấy, đang hoa đang lụ nhá. Mầm đang bật lên rất là đẹp này. Đấy, mầm đang bật lên rất là đẹp nhá, mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy. Đấy, cây này cây số 2 nhá. Cây số 2. Bác nào thích một thân thì có thể bấm cái cành này đi. Mình cắt cái cành này đi để lấy một thân. Một thân thì sẽ rất là đẹp và mình tạo tán. Tạo tán nhá. Cây này là cây số 2. Cây số 2 cũng đang có hoa rồi nhá mọi người. Cây số 2 đang có hoa này. Tiếp theo cây số 2 này em sẽ lên sang cây số 3 nhá.
Cây số 3 lần lượt em sẽ đi lần lượt để cho các bác có thể nhìn thấy từng cây một. Cây số 3 đây, cây số 3 là gốc được 2 phân này. 2 phân rưỡi nhá. 2 phân rưỡi này. Cây số 3 em nom xem. À, cây số 3 này thì cành tán rất là to. Đây cũng đang có rồi nhá. Cũng đang báo lụ rồi nhá mọi người. Đang báo lụ đây rồi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy này. Đây. Đấy cũng đang báo lụ rồi nhá. Đang báo lụ rồi. Cây này thì đặc biệt là cao nha mọi người. Em nom xem. Cây này thì nó cao khoảng 1m6, 1m7 nha mọi người. Cây này rất cao. Cây này rất cao nhá. Cây này cao này. Nó có 3 cành nhá. 3 cành tuệ ra rất là đẹp, rất là tròn nhá. 3 cành này. Cây này cây số 3 nhá. Cây số 3. Cây số 3 cũng đang báo lụ rồi nhá mọi người. Nho nhà em thì là cây nào cũng là cây già rồi nên nó báo lụ rất là rõ ràng rồi. Mọi người về trồng thì yên tâm nhá. Mọi người về trồng thì yên tâm. Đấy, đây là cây số 3. Tiếp theo đấy bên cạnh là cây số 4 nhá. Cây số 4 này, nho 12 vụ cây số 4 nhá. Nho 12 vụ cây số 4. Cây này thì là nó thoát gốc được khoảng 20 phân nhá. Khoảng 15 phân thôi, 15 phân thoát gốc, 15 phân gốc được 2 phân rưỡi. Rồi hàng gốc 2 phân rưỡi. Để em nhìn xem là nó có lụ chưa. Nó có lụ chưa. Kể cả bác nào về mà chưa có lụ, thích cái cây này thì nó chưa có lụ. Nhưng mà em về em bảo và các bác trồng chỉ khoảng dăm bữa một tuần nữa thôi là nó cũng sẽ có lụ nhá. Một tuần thôi là nó cũng sẽ có lụ rồi. Cây này thì rất là tán, rất là to, rất là sum nhá. Cây này thì cành rất là nhiều, rất là sum xuê này. Đấy, em có thể quay cho các bác này. Đây, rất là sum. Những cây như thế này bình thường như cái đợt đầu năm thì bên em đang bán nó là khoảng 1 triệu 2 một cây nhá. 1 triệu 2 một cây mà bây giờ xả xuống chỉ còn, bây giờ giá chỉ còn 650.000 bao ship nhá mọi người. Thế nên là mọi người mua cây nào cũng sẽ yên tâm, bởi vì là giá như thế này đã quá là rẻ rồi. Quá là rẻ rồi các bạn, các bác mua nho như thế này quá rẻ rồi mà lại còn được cây to đẹp, gốc to đẹp dài như thế này, còn đăng cây có hoa có lụ nhá. Thế nên là mình rất là yên tâm. Em sang cây số 6 nhá mọi người. Cây này là cây số 6 này. Cây số 6 đây, quả này. Các bác có thể nhìn thấy cái quả khi nó về này, nó đã khô rồi. Đấy, những cái cây đất rất là già rồi. Cây về khi về đã có quả khô. Và cây này đang có hoa nhá mọi người. Đang có rất là nhiều hoa rồi nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy này. Hoa rất là nhiều này. Em quay cho mọi người nhìn thấy cây này gốc 2 phân nhá mọi người. Cây này gốc 2 phân, chiều cao của nó thì là được khoảng 1m4 nhá. Chiều cao được 1m4 nhá mọi người. Chiều cao 1m4 này. Đấy, chiều cao 1m4 nhá. Đây mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ này, chiều cao 1m4. Ở dưới thì nó rất là nhiều chạc nên là cành tán rất là sum xuê nhá, cành tán rất là sum xuê. Bạn này về thì rụng lá hơi nhiều nhưng mà đảm bảo khi về trồng sẽ một thời gian nữa sẽ rất là đẹp. Cây số 6 nhá. Đây là cây số 6 này, đang hoa rất là nhiều. Mình sang cây số 7 nhá. À cây này cây số 5 nhá các bạn. Cây này là cây số 5 này. Đây, số 5 nhá mọi người. Cây này cây số 5 thì có chiều cao khoảng 1m7 nhá. Cành nó lên vươn lên khoảng 1m7. À, đây là cây số 5 này. Cây số 5 cũng đang báo lụ rồi nhá mọi người. Tất cả đều báo lụ rồi rồi. Gốc được 2 phân nhá. Gốc 2 phân, chiều cao khoảng 1m7 nhá. Cành tán thì rất là đẹp, rất là sum. À, cây này thì bình thường các bác mà không mua vào cái hồi đầu năm thì nó phải rơi vào 1,2 triệu một cây đấy. Bây giờ giá rẻ quá rồi, giá rẻ lắm rồi ý. Các bác thì cố gắng, bác nào chưa mua thì sẽ mua nhá. Mà bác nào mới có một cây thì sẽ mua thêm 1-2 cây nữa về trồng cho nó nhiều quả, để mình lấy quả, mình lấy quả để mình ăn nhá. Lấy quả ăn rồi ngâm rượu rất là ngon đấy mọi người ạ. Cái rượu nho này thì tuyệt vời luôn. Bác nào mà đã ngâm rồi thì sẽ biết mùi vị của nó rất là tuyệt vời luôn. Những bác nào thích uống rượu thì có thể biết được. Nó còn tốt cho nhuận tràng nữa, rất tốt cho sức khỏe. Chứ không hề là không có mùi vị gì mà cũng không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Tiếp theo sẽ em sang cây số 10 nhá. Cây số 10 này. Đây cây số 10 này. Cây số 10 thì đang là cao khoảng 1m5 nhá. Cây số 10 cao khoảng 1m5. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cành. 1, 2, 3, 4, 5 cành. 5 cành các bác ạ. Cành rất là sum xuê này. Đây, cành rất là sum xuê nhỉ. Gốc được 2 phân rưỡi nhá. Gốc được 2 phân rưỡi. Gốc rất là già này. Đấy, bác nào mà thích những cái cây mà có nhiều cành từ dưới gốc lên thì các bác lấy cây này nhá. Cây này thì là gốc từ dưới lên. Đấy, cây này thì các bác có thể từ gốc từ dưới lên. Em non xem nào, nó có lụ chưa ạ. Cây này thì chưa có lụ nhá các bác. Cây này thì chưa có lụ như các bác. Các bác về thì các bác cứ yên tâm nhé. Con bảo hành cho các bác về chỉ ít ngày nữa sẽ báo lụ luôn à. Sẽ ra lụ luôn nhé. Đấy, nó chỉ là chậm hơn so với các cây kia thôi. Chứ nó cùng lô, cùng ngày về nhé mọi người. Đây, con sẽ sang cây số 9 nhé mọi người. Cây số 9 này. Cây số 9 thì cao khoảng 1m6 nhé mọi người. Cây số 9 cao 1m6 này. Gốc được khoảng 2 phân rưỡi nhé. Đấy,
gốc 2 phân rưỡi này, gốc 2 phân rưỡi. Đây cây này thì đang báo lụ thôi mọi người nhá. Cây này báo lụ rồi. Cây này báo lụ rồi thì nên mọi người về trồng sẽ yên tâm nhá. Cây này báo lụ rồi. Cành tán ở trên rất là sum này, cành cây nào cũng sum cành lắm. Cây nào cũng sum cũng đẹp nhá. Đấy, các bác yêu con thì đăng ký kênh để ủng hộ cho con nhá. Các bác yêu thương thì ủng hộ cho con giá 650.000 bao ship rồi. Giá rất là rẻ rồi, mọi người cứ có thể là mua ủng hộ, ai cũng có thể mua được rồi. Cây này bây giờ nó không quá đắt đỏ so với ngày trước nữa rồi. Mà mình mua được cái dòng nho 12 vụ này thì nó rất là tuyệt vời luôn ạ mọi người. Rất là tuyệt vời nhá. Đây con qua cây số 8 nhá. Cây số 8 thì đang bật lộc lon rất là nhiều rồi. Đấy. Cây số 8 bật lộc lon rất là nhiều rồi, mọi người có thể nhìn thấy này. Đây, cây số 8 nhá. Rồi ok, tiếp theo là cái cây số 8 con vừa mới nói với mọi người đấy. Cái cây số 8 này thì nó đang bật lụ rất là đẹp nhá. Quên, đang vừa có lụ này, vừa có cả lá lon bật lộc lon lên nhá. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Rất là mong được mọi người ủng hộ con thật là nhiều nhá. Mọi người yêu thương thì đăng ký kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho nhà vườn Cát Tường con nhé. Số điện thoại của nhà vườn là 0375227484 và Zalo cũng là 0375227484 nhé. Mọi người rất là yên tâm khi mua hàng bên nhà vườn con ạ. Bên vườn con bảo hành uy tín cho mọi người, đảm bảo 100% là nho 12 vụ nhé. Lộc lon rất là nhiều này. Mọi người yêu thương thì gọi, cầm máy lên gọi và đăng ký kênh rồi là mua hàng ủng hộ cho bên vườn con nhá. Rất là mong được mọi người yêu thương rất là nhiều ạ. Tiếp theo là cái cây số 8 con đã quay xong rồi. Bây giờ con sẽ sang cây số 7 nhá. Cây số 7 này. Đây, cây số 7 thì cành rất là nhiều. Đây, cành rất là nhiều này. Cây này thì con chưa nhìn thấy cái lụ của nó đâu, nhưng mà chắc chắn là chỉ vài hôm nữa thôi. Các bác mà có thích cái cây số 7 này thì cũng sẽ yên tâm nhá. Về sẽ có quả, sẽ có lụ luôn nhá. Không phải lo lắng đâu ạ. Bên con bảo hành cho các bác chỉ trồng ít ngày nữa. Cây này thì có chiều cao là 1,5 m nhá các bác. Cành tán rất là sum. Bác làm mà có thích cây thấp thấp thì có thể lấy cây này nhá. Tán sum đẹp. Tán sum đẹp thì là trồng cây này cao 1,5 m. Đấy, cao 1,5 m nhá mọi người ạ. Cây này thì là về trồng nó có rất là nhiều cành, nhiều tán mà nho thì mình nên trồng nhiều cành thì để sau này nó có sẽ nhiều quả để cho mình ăn ý. Đấy, thế nên các bác có thể trồng cây này. Cây này cây số 7 nhá. Cây này cây số 7. Và con sẽ quay tất cả có, chắc là có 10 cây gì đấy à. Con sẽ quay 10 cây hôm nay cho các bác. Bác nào muốn trồng cây nào thì liên hệ cho con để con chọn cây nhá. Cây số 7 và từ cây số 1 đến cây số 10. Bác nào thích cây nào thì có thể comment cho con hoặc là gọi cho con để đăng ký và mua nhá. Mọi người rất là mong mọi người ủng hộ cho nhà vườn. Tiếp theo đây để con sẽ quay cho các bác cái nho, lô nho tứ quý của vườn con nhá. Lô nho tứ quý như mọi người đang nhìn thấy đây này. Đây là cây nho tứ quý này. Nho tứ quý này là nó nho thân gỗ tứ quý này, nó cũng rất là nhanh có trái nhá. Như cây này thì các bác trồng tầm khoảng 3 đến 4 tháng thì nó đã có trái rồi. Giá tại vườn con đang bán là 250.000 một cây, 250.000 một cây. Bác nào mua 2 cây thì được miễn ship toàn quốc nhá, 250.000 một cây. Cây nho thân gỗ tứ quý. Đây là nho thân gỗ tứ quý là to nhá mọi người, không phải là nho thân gỗ tứ quý là nhỏ đâu ạ. Nên rất là yên tâm để trồng nhá. Nên các bác yên tâm trồng ạ. Không phải suy nghĩ, phải lo lắng một chút nào hết. Đây, bên con bảo hành cây cho các bác 100% là nho thân gỗ tứ quý nhá. Cây này là có chiều cao khoảng 1,2 m nhá. Có cây cao hơn một chút xíu là 1,3 m gì đấy. Nhưng mà thôi con cứ lấy bình quân tầm khoảng 1,2 m nhá các bác. Cây rất là đẹp. Số lượng thì không có nhiều. Các bác nào mà muốn mua thì liên hệ cho con. Số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ nhá. Các bác mua một cây là 250.000. Mua hai cây là 500.000 được miễn ship tầm quốc. Được miễn ship nhá mọi người. Cây này là cây nho thân gỗ tứ quý. Choay nhá mọi người ạ. Cây sẽ ra quả sau 4 tháng nhá. Tầm 4 tháng trở ra các bạn sẽ có quả nhá. Đây cây đang bật lộc này. Đây, nho này rất là dễ trồng và rất là khỏe. Đặc biệt nó ưa khí hậu là nó ưa khí, nó không kén khí hậu. Khí hậu nào cũng có thể ra quả. Và nó ưa là nơi có nhiều ánh nắng nhá. Nơi nhiều ánh nắng thì sẽ ra quả nhiều hơn đấy ạ. Cây này thì các bác mà chăm được thì nó ra quả rất là to và rất là nhiều nhá. Đây, đây là cái cây nho thân gỗ tứ quý nhà con nhá. Mọi người ủng hộ cho con nhá. Tiếp theo là con sẽ quay cho mọi người cái cây bánh kem nhá. Cây bánh kem hay còn gọi là hồng kem. Đây là một cái giống cây ăn quả. Quả của nó khi chín nó có dẹt và rất là to. Mỗi cây nó có khoảng, nếu mà quả to nhất của nó rơi về tầm khoảng 500 gram. Nó rơi vào nửa kg đấy ạ. Nửa kg. Thì là cái cây bánh kem này, cây này là cây choai nhá. Nhà con đang bán là 600.000 một cây nhá. Cây là cây choai cao 1 m
Cái này chắc cao được khoảng 1 mét nhá, hơn 1 mét xíu thôi, nhưng mà này, con cứ gọi là cây lấy 1 mét, 1 mét nhá mọi người ạ. Cây này là cây bánh kem này, cây ghép nhá, hoàn toàn là cây ghép này. Các bác không nên mua cây hạt bởi vì cây hạt nó sẽ rất là lâu có trái và quả nó sẽ nhỏ. Mọi người hãy cố gắng mua cây ghép nhá. Cây ghép thì giá thành sẽ cao hơn nhưng mà đảm bảo về rất là nhanh có hoa và có trái nhá. Đây là cây ghép. Đây là cây bánh kem, cây này thì ưa khí hậu ở cả ba vùng miền. Các bác mà khi trồng ý, khi mua cây thì bên con sẽ tư vấn cho các bác cách mà cho nó ra quả nhiều ý, cho ra nhiều hoa nhiều quả thì bên con sẽ tư vấn cho các bác. Cây này là cây nhập khẩu 100% nhá. Bên vườn con nhập khẩu chứ không phải là cây mà ở Việt Nam làm đâu. Việt Nam làm thì chủ yếu là chỉ là cây hạt thôi, nhưng mà các bác thì nhập về, nhưng mà cây này của nhà con là 100% là cây ghép. Đây, đây là cây bánh kem này, bánh kem nhá. Lá của nó rồi. Đây, lá của nó chia ra 5 thùy như thế này. 2 4 5. Đây, 5 thùy. Nếu mà là cây ghép thì nó sẽ là cái cành của nó sẽ ngắn. Còn những bác nào mua phải cây hạt thì cái thùy của nó sẽ rất là dài nhá. Thì nó sẽ rất là dài. Nhìn giờ trông nó khác hẳn luôn nhá. Đây là cây ghép này, mọi người cứ yên tâm để trồng nhá. Đây cây ghép. Cây ghép nha mọi người. Đây là cây ghép. Cây này là cây bánh kem này. Cây bánh kem này. Con sẽ này, 1 này, cây số 1 này, cây số 1 này, cây số 2 và cây số 3, cây số 4 và cây số 5, 5 cây bánh kem. Con sẽ để liền nhau, bác nào thích lấy cây nào thì liên hệ cho con cây đấy nhá. Đây con sẽ quay từng cây cho các bác nhìn thấy này. Cây này cây bánh kem này. Đấy, bánh kem nhá mọi người. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Các bác mua hàng bên con thì dễ yên tâm là không bao giờ sợ bị mình sai giống. Bởi vì là bánh kem thì bên con là nếu mà bên con mà sai thì cả cái nước Việt Nam này cũng sai. Con dám khẳng định một điều là như thế. Thế nên các bác mua hàng sẽ được bảo hành cho đến khi có trái luôn nhá. Bảo hành quả đến khi có trái luôn. Nhà vườn Cát Tường cam kết bảo hành quả đến khi có trái nhá. Bảo hành cây đến khi cho có trái cho các bác. Thế nên các bác mua ở đâu thì mua, nhưng mà đã về tới vườn nhà vườn Cát Tường thì không bao giờ sợ sai giống nhá. Không bao giờ sợ sai giống là thành cái giống khác, từ mua bánh kem mà mua phải giống khác nhá. Đấy, cho mọi người nhìn thấy đấy. Tiếp tục con sẽ quay cho mọi người xem cái cây hồng đen sô cô la nhà con nhá. Con sẽ còn một cây này. Cái này thì bình thường đúng là cây này thì nó đang có quả rồi, nhưng mà hôm trước bị để ở vườn chuột nó lên nó cắn mất mấy quả. Thế nên ra nó thành tự nhiên cây có quả thành cây không có quả. Và bây giờ cái cây này con bình thường con đang bán là 1 triệu 7 một cây. Bây giờ con sale xuống là 1 triệu rưỡi nha mọi người. Chưa có bao gồm phí ship nha mọi người ạ. Đây là cây hồng đen sô cô la trái dẹt nhá. Trái dẹt chứ không phải là trái vuông nhá mọi người. Trái dẹt để quả rất là to và rất là ngọt, rất là dẻo. Khi mà cái quả nó chín thì nó có màu, ở trong nó có màu đen nhá, nó rất là dẻo mọi người ạ. Và hạt của nó thì có một hạt thôi. Đấy, cây này là cây hồng đen sô cô la nhá. Như các bác là cây này nó có thể ưa khí hậu ở cả ba vùng miền Bắc Trung Nam nhá. Ưa khí hậu ba vùng miền Bắc Trung Nam. Đấy, thì nên các bác trồng, các bác ở miền Nam mà trồng được cây này thì rất là ok nhá. Không phải lo là nó không kén khí hậu, nó kén khí hậu một lòng không ra trái nhá. Cây này thì là nó không kén khí hậu một chút nào hết, chuẩn bị ra đến mùa hoa của nó rồi đấy. Các bác ạ, chuẩn bị thêm khoảng 1-2 tháng nữa là sẽ có hoa nhá. Đấy, con xeo cho mọi người về trồng nhá. Con xeo cho mọi người về trồng để chuẩn bị đón vụ hoa mới nhá. Bác nào mà cây này cây nguyên bầu như thế này nhá. Cây nguyên bầu, bác nào mà muốn trồng thì liên hệ cho nhà vườn theo số điện thoại 0375227484 nhé. Nhà vườn Cát Tường rất là mong được mọi người ủng hộ, đăng ký kênh, like, share và chia sẻ giúp con nhé. Đây, cây hồng đen sô-cô-la nhá. Con có một cây to này thôi, một cây to này thôi. Đấy, cây to nhiều, con có về nhiều nhưng mà có bán hết rồi. Bây giờ còn có một cây con bán xả lốt. Đây là cái cây nhỡ nhá mọi người. Cây này là cây nhỡ. Cây này nhà con đang bán là 600.000 nhá. Cây giống đã bán 450.000 rồi, 400.000 rồi. Thì cây này là cây nhỡ mà nhà con đã nuôi rất lâu rồi. Cây này con bán là 600.000. Bác nào mà muốn trồng thì liên hệ cho con. 600.000 giá tại vườn nhá mọi người. Đây là cũng là, đây là cây ghép nhá. Tất cả đều là cây ghép hết thì mọi người rất là yên tâm khi trồng. Đấy, còn cây giống nhà con đang bán là 400 nhá. Cây giống là 400. Còn cây nhớ thì con, cây nhớ nhà con đang bán là 600.000. Bác nào muốn trồng cây nào thì trồng nhá. Muốn trồng loại nào thì liên hệ cho nhà vườn. Trồng cây nhớ thì là 600, cây giống thì là 400. Đây, con có mấy cây thôi. Số lượng cũng có ít thôi. Thế chuẩn bị về thêm ít hồng đen sô-cô-la không hạt nữa. Nhưng mà con đang đặt, chắc là chưa có hàng, phải thời gian đợi chờ ít thêm ít nữa. Nếu có thì con sẽ like cho mọi người để mọi người có thể biết. Con sẽ giới thiệu để mọi người biết nhé. Đây, rất là mong được sự ủng hộ của mọi người, sự yêu quý của mọi người. Nên hôm nay con xin dừng cái clip ở đây để...
chuẩn bị cho cái clip sau. Mong mọi người ủng hộ con và yêu quý đăng ký kênh like và chia sẻ giúp con nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Con xin chào tất cả mọi người nhé.